kêu bạn thứ ba mùa giải Kiểu Đô. Chúng tôi đợi ông đội tận Hà Nội về đây, bắt đầu chúng tôi tổ chức đưa hai cô vào học thái phố đỏ sân công ty đã đi thái và ông cô Nguyễn Đình Phương phố xanh Hà Tây Chi Hóa điều khiển trọng tài Ngọc Quỳnh. Mời hai cô nghe lệnh chống ra đài. Ông Nguyễn Đình Lợi vừa rồi và đi theo ông Ngô Khương Tiên Á, ông Ngô Khương kéo thắng ông Nguyễn Đình Lợi thưởng anh vẫn thua thì thôi. Tôi xin giới thiệu ông Ngô là một thái bắt lên phố đỏ và thi thái của giải tiểu cô ông Ngô Nguyễn Đình Lợi của sân Hà Tây phố xanh quá cô em Ngô và trọng tài chuẩn bị đấu bắt đầu. Giải Kiểu Đô là câu cơ anh quân 1, quân 2, quân 3, quân mới là còn quân 5. Nếu quân thứ 4 có mạnh rồi là ngày người câu cơ phải dừng lại. Mời hai cô tiếp tục. Mời hai cô. Mời cô Đỗ Hữu Tuấn và Lương Công Quý chuẩn bị. Trọng tài di chuyển ok, thỉnh thoảng di chuyển đi chứ. Đây chúng ta cho một trận áo tay, ai hô đánh nhiều một cái rất là hay. Good.
là đảm bảo cho các anh chị em cũng là đảm bảo ông đúng không? Tiếp tục ạ, mời anh tôi tiếp tục. Hãy subscribe.
thắng 2 trận rồi còn đọc trận này nữa mà. Cho đến 8 năm nay. Phí thật. Đây là giải tiểu đô mà người định thắng. Bên người định thắng phá được. Đúng là đánh đồng tiền bắt ra. Ông Nguyễn Đình Lợi và ông Nguyễn Đình Lợi đã tặng cho ông Đô thắng keo vừa rồi. Chúng tôi có bố là ông Nguyễn Đình Lợi sân Hà Tây với danh. Xin mời ông Đô Đào Thái cũng đứng lại sân khấu. Và xin kính mời ông Nguyễn Văn Trung và vị trí của ban tổ chức. Ông Nguyễn Đình Lợi mặc nguyên ông Đô Đào Thái 1 triệu. Còn ông Đô Nguyễn Đình Lợi nhận được giải thưởng của ông Nguyễn Đình Lợi 2 triệu và ông Nguyễn Đình Vững 1 triệu. Ông Đô Phó Đỏ được tổng cộng 1 triệu. Có danh được thưởng 3 triệu. Đây thì chúng ta tiếp theo hóa nhân. Chúc mừng ông Đô Đào Thái. Vâng, 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 chúc mừng ông Đô Đào Thái.